Hello anh em, Mi Game tôi đã quay trở lại rồi đây. Cho tôi hỏi đây, có anh em Mi fan nào bị say sóng tàu không? Vì hôm nay tôi sẽ đưa anh em lên tàu ra khơi đúng nghĩa đen đó nha. Chúng ta đã quá quen với những tựa game kinh dị với bối cảnh là trường học, khu vui chơi, nhà hoang hay đại loại là trên đất liền rồi đúng không? Vậy nếu như chúng ta bị mắc kẹt bởi những thế lực hắc ám luôn trực chờ để ăn tươi nuốt sống chúng ta trên một con tàu biển thì sao nhỉ? Đường thoát sẽ nằm ở đâu? Con game mà tôi đang nhắc đến chính là Lazarus, sản phẩm đến từ Aegon's Game. Thời điểm hiện tại game cũng mới chỉ có phiên bản demo dài khoảng 20 phút, nhưng trong 20 phút ngắn ngủi ấy, game đã vẽ ra một câu chuyện vô cùng bí ẩn và cuốn hút trên con tàu chở hàng đầy rẫy sự nguy hiểm này. Và hôm nay, tôi sẽ dẫn anh em lên con tàu ấy để đi tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra trên này, cũng như đưa ra giả thuyết về câu chuyện chính của trò chơi trong tương lai nhé. Để cho chuyến hành trình của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn, thì anh em đừng quên ấn vào cái nút like phía bên dưới, cũng như nút đăng ký để thường xuyên lên tàu với Mi Game tôi. Thủ tục xong xuôi rồi thì xách ba lô lên và ra khơi trên con tàu chết chóc nào. Như tôi đã nói ở trên, Lazarus là tựa game kinh dị indie đến từ Aegon's Game. Đây là một studio cực kỳ non trẻ khi Lazarus mới là dự án thứ hai của công ty này. Bản demo của Lazarus được phát hành vào ngày 22 tháng 9 năm 2022. Trái ngược với sự non trẻ của Aegon's Game, Lazarus lại sở hữu một nền đồ họa cực kỳ ấn tượng. Ban đầu khi đặt chân vào con tàu trong game, tôi không nghĩ rằng đây là một sản phẩm indie đâu, vì phần nhìn của con game này thực sự rất ấn tượng. Các hiệu ứng ánh sáng của game được bố trí và thể hiện hợp lý, giúp cho đồ họa game cực kỳ mới mẻ, hiện đại nhưng cũng không làm mất đi cái không khí rùng rợn của một tựa game kinh dị. Đặc biệt là những bản tường có dấu hiệu rỉ sét cho sự tàn phá của môi trường được thể hiện khá chân thực. Cụ thể thì đó là phản ứng oxy hóa do thép chịu ảnh hưởng bởi nước biển trong thời gian dài. Điều này giúp cho tựa game luôn mang lại một bầu không khí rất thật, và nhiều khi game còn chẳng cần phải giới thiệu chúng ta đang ở đâu thì game thủ hoàn toàn có thể hình dung được bối cảnh mà game đang muốn thể hiện. Kèm với hiệu ứng đồ họa xịn sò thì âm thanh cũng là yếu tố khá ấn tượng của game khi nó đem lại một cảm giác y như chúng ta đang ở trên một con tàu thực sự. Những tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng của sóng biển hay những âm thanh cót két do cấu trúc con tàu quá cũ. Tuy nhiên vì do lạm dụng quá nhiều các hiệu ứng âm thanh đó mà Lazarus có phần thể hiện hơi ồn ào so với mặt bằng chung của các game kinh dị. Không phải là những đoạn nhạc với tiết tấu dồn dập, tạo cảm giác căng thẳng hay những tiếng la hét đầy tính man dợ. Game sử dụng phần lớn là các hiệu ứng môi trường nhưng lại quá to và dày đặc so với mức cần thiết, khiến âm thanh game có phần nhàm chán và khó chịu. Về phần lối chơi thì game khá giống với siêu phẩm thần trùng của Doom Studio, khi game có khá những câu đố để mà chúng ta phải giải. Tuy nhiên, những thử thách mà bản demo của Lazarus có không phải là quá khó, hay chính xác hơn là nó có phần rất đơn giản, nói thẳng ra là nó nhạt hơn cả nước ốc. Chúng ta chỉ cần đi tìm đúng vật phẩm cần thiết, rồi đem nó đến đúng nơi cần thiết là có thể mở khóa thành công sự kiện tại đó. Người chơi cũng chẳng cần phải suy luận quá nhiều để tìm ra cách mở những cánh cửa hay tìm những vật phẩm ẩn trong game. Trái lại với sự chán òm về mặt gameplay ấy, câu chuyện của Lazarus lại ẩn chứa rất nhiều bí mật và tiềm năng để khai thác. Đó cũng là lý do mà video này ra đời, tôi sẽ mổ xẻ xem tựa game này đang ẩn giấu gì đáng sợ phía sau. Trước khi đi vào phần phân tích thì tôi xin cảnh báo trước, đây chỉ là nội dung của bản demo, nên những phân tích đa phần đều là giả thuyết mà tôi tự suy luận nên có thể đúng, có thể sai, kèm theo đó là game sở hữu khá nhiều hình ảnh máu me. Anh em nào sợ máu thì nên dừng video ngay nhé. Đoạn giới thiệu đầu game sẽ cho chúng ta biết được tên con tàu mà chúng ta đặt chân đến được gọi là MTUS, Endurance. Con tàu này đã biến mất một cách đầy bí ẩn trong chuyến hành trình tại vùng biển Atlantic, hay còn được biết đến với cái tên Đại Tây Dương. Nhưng đột nhiên, con tàu được cho là đã xuất hiện trở lại. Vì sự xuất hiện đột ngột và bí ẩn này mà một đội cứu hộ đã được cử đến con tàu để tìm kiếm những người sống sót còn lại, hay chí ít cũng có thể tìm hiểu thêm về những bí ẩn liên quan đến con tàu. Nhân vật chính của người chơi chính là thành viên trong đội cứu hộ. Tuy nhiên, vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cả đội bằng một cách thần kỳ nào đó lại không thể tiếp cận được con tàu, ngoại trừ nhân vật chính. Từ đó, nhân vật chính phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ của cả đội. Theo tôi thấy thì đây là một con tàu chuyên vận tải hàng hóa, nên chắc chắn trên tàu sẽ không có bất cứ hành khách nào, mà thay vào đó chỉ là những thủy thủ đoàn của con tàu. Chúng ta sẽ phân tích demo dựa theo hướng tiếp cận này anh em nhé. Khi mới bước vào boong tàu, nhân vật chính gần như không thấy được bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Anh lục lọi ở tầng trên của boong tàu và phát hiện ra một chiếc cặp táp bị khóa bằng một mã số cùng 4 chữ số. Chưa có bất cứ manh mối gì, anh đành phải bỏ chiếc cặp lại và lần mò sâu hơn trong con tàu. Thông qua quá trình khám phá ban đầu của nhân vật chính, chúng ta có thể thấy con tàu gần như không bị phá hủy hay xáo trộn quá nhiều. Dụng cụ của thủy thủ đoàn, các đồ vật trên tàu gần như chỉ bị thời gian làm cho cũ đi, chứng tỏ ở khoang trên của boong tàu đã có một thời gian dài không có người qua lại và sinh sống. Nhân vật chính của chúng ta tiếp tục tiến sâu hơn vào boong tàu, anh tìm được đường xuống dưới tầng thấp hơn và phát hiện ra một hình nhân vô cùng kỳ dị, trông giống như một cơ thể người đã bị hóa đá. Bỏ qua hình nhân kỳ lạ và có phần đáng sợ đó, anh mở cánh cửa gần ngay đó và phát hiện ra xác của hai thủy thủ đoàn đang nằm trong một căn phòng vô cùng lộn xộn.
Vết máu của thủy thủ đoàn này có màu khá tươi nhưng đã đông lại, có lẽ người này chết cách đây không quá lâu. Tiếp tục kiểm tra trong đường ống của bong tàu, anh phát hiện ra một việc cực kỳ kinh dị, xác của một thủy thủ đoàn khác đang bị kéo lê đi một cách chậm rãi. Tuy nhiên, anh lại chẳng thể nhìn ra thứ gì đang kéo cái xác ấy. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện có trong căn phòng, chúng ta biết được rằng trên tàu đã có một thứ gì đó sát hại những thủy thủ đoàn và thời điểm hiện tại thứ đó vẫn đang lảng vảng trên bong tàu. Giờ thì công cuộc giải cứu khám phá của nhân vật chính sẽ vô cùng nguy hiểm. Biết là không nên nán lại con tàu này quá lâu, nhân vật chính cần phải nhanh chóng tìm kiếm những người còn sống sót và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, để đi tiếp thì anh cần phải mở khóa được những cánh cửa khác. Cũng trong căn phòng này, anh phát hiện một mẩu giấy với con số 1947. Quay trở lại căn phòng có chiếc cặp bị khóa, anh nhập con số 1947 vào và mở khóa thành công chiếc cặp. Anh nhận được một mô hình chiếc mỏ neo, đấy chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tiếp theo trong căn phòng có chứa xác chết. Đến đây thì thông tin về con tàu cũng như bối cảnh game đã lờ mờ được hiện ra. Tôi đoán con số 1947 có thể ám chỉ thời điểm bị biến mất hoặc thời điểm mà con tàu này hoạt động. Năm 1947 chính là thời gian sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Lúc này, các đế quốc lớn vẫn tiếp tục chạy đua vũ trang và khai sinh ra khái niệm chiến tranh lạnh. Để chạy đua vũ trang thì các quốc gia thường xuyên sản xuất chế tạo các loại vũ khí. Họ cũng thường dùng các con tàu để chuyển trang thiết bị từ lục địa này sang lục địa khác, đặc biệt là vùng biển Đại Tây Dương, cầu nối giữa châu Mỹ và châu Âu. Con tàu chúng ta đang khám phá có tên là MTS Endurance. Tôi tin đây cũng là một cái tên để ám chỉ đến chức năng nhiệm vụ của con tàu này. MTS có nghĩa là Make to Stock, nghĩa là sản xuất để lưu kho, một thuật ngữ trong ngành sản xuất và vận tải. Từ đó tôi đoán rằng rất có thể con tàu này đang vận chuyển một loại vũ khí đặc biệt nào đó hoặc một loại tài nguyên quan trọng liên quan đến việc sản xuất vũ khí. Nhưng vì một nguyên do đặc biệt nào đó mà chính loại hàng hóa này đã khiến con tàu gặp nạn. Tuy nhiên, thứ được con tàu này vận chuyển là gì cũng không phải là mối lo ngại đáng lưu tâm nhất, vì cái thứ đã sát hại thủy thủ đoàn cũng như đang lục lọi trong các bong tàu cùng với nhân vật chính mới là mối nguy hàng đầu. Chưa kể những hình nhân kỳ dị mà nhân vật chính gặp phải nữa, vì vậy mà anh vẫn phải lần mò trong bong tàu để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Tiếp tục hành trình của nhân vật chính, trên đường từ phòng chứa cặp táp quay trở lại căn phòng của xác chết, anh bắt gặp một hình nhân có thể di chuyển ngay tại hành lang, nhưng khi anh đuổi theo thì anh chỉ gặp lại hình nhân đã ngồi trên ghế từ trước đó. Tiến vào lại căn phòng chứa xác chết, anh dùng chiếc mô hình mỏ neo để mở cửa tiếp theo. Đi hết dãy hành lang, anh lấy được một chiếc chìa khóa được giữ bởi một hình nhân khác. Đây chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa, giúp anh khám phá những khoang tàu còn lại. Trên đường đến khoang tàu khác, anh bắt gặp một hình nhân đang đứng run rẩy ngay giữa hành lang. Khi tiến lại gần thì hình nhân này bỗng nhiên biến mất một cách quỷ dị. Sau hai lần đụng mặt những hình nhân khác trên các hành lang, đến đây chúng ta có thể khẳng định những hình nhân này dường như có sự sống. Chúng có thể di chuyển và tương tác với những đồ vật trên con tàu này. Nguồn gốc cụ thể của những hình nhân này thì thực sự tôi vẫn chưa có bất cứ giả thuyết nào. Nhưng theo tôi đoán rất có thể chúng được sinh ra từ biển, vì trên người những hình nhân này có sự xuất hiện của những con hà biển. Đây là loài sinh vật có giá trị kinh tế cao nhưng lại rất khó khai thác vì khả năng bám dính siêu chắc của chúng trên các vách đá. Việc khai thác hà cũng ảnh hưởng rất lớn đến ngành hàng hải. Việc để cho những con hà bám trên các hình nhân như một minh chứng cho tuổi thọ của những hình nhân này là tương đối cao. Có lẽ chúng đã có mặt tại cõi đời này từ khá sớm và bỗng nhiên lại xuất hiện con tàu xấu số này bởi một nguyên do nào đó. Bỏ qua sự kỳ lạ của những hình nhân, nhân vật chính tiếp tục mở cửa và đến một khoang tàu với những bậc cầu thang dẫn anh xuống nơi sâu hơn của con tàu. Tại đây vẫn tồn tại vệt máu dài và đặc biệt là những hình nhân xuất hiện ngày một nhiều hơn với những tư thế kỳ quặc hơn, giống như kiểu chúng sẵn sàng lao vào và vồ lấy nhân vật chính bất cứ lúc nào. Đi qua một căn phòng tối, nhân vật chính đến cuối hành lang và bắt gặp một cánh cửa với ký hiệu mặt trời cùng với mặt trăng. Nhiệm vụ của anh giờ đây là tìm cách mở được cánh cửa này. Quay trở lại căn phòng tối thủi ban nãy, chiếc tivi bỗng nhiên được bật lên, nhờ vào ánh sáng từ chiếc tivi phát ra mà nhân vật chính thấy được một cái xác của thủy thủ đoàn bị ghim chặt lên tường bởi một chiếc xà beng. Qua đây chúng ta có thể thấy được thực thể đã sát hại thủy thủ đoàn là một kẻ có sức mạnh kinh người. Vì việc dùng xà beng để ghim một xác chết lên tường là chuyện không hề đơn giản. Nên nhân vật chính nhổ chiếc xà beng ra và quay lại căn phòng có xác chết ở tầng trên, dùng chiếc xà beng này để phá cánh cửa bịt kín bởi những tấm ván thì có thể nhặt được một chiếc đèn pin cùng với một tờ nhật ký, có thể là của một thủy thủ đoàn từng làm việc trên con tàu này. Thông qua mẩu nhật ký thì chúng ta cũng hiểu được về những con hình nhân và vì sao con tàu lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Những con hình nhân bất ngờ xuất hiện trên tàu vào ngày thứ 3 khi tàu khởi hành. Ban đầu thì chỉ có một vài con xuất hiện, nhưng chỉ vài ngày sau thì số lượng đã tăng lên hàng chục con. Đúng như những gì mà nhân vật chính đã thấy thì lũ hình nhân này có thể di chuyển. Điều đáng sợ hơn là trong tờ nhật ký đã ghi rõ chính lũ hình nhân này đã sát hại 3 thủy thủ đoàn, buộc cho những người còn lại phải di tản vào khoang trú ẩn để cách ly khỏi lũ hình nhân. Trong tờ nhật ký cũng cho biết thêm, ngoài khả năng di chuyển thì lũ hình nhân còn có thể phản ứng với âm thanh, cụ thể là tiếng huýt sáo. Chúng sẽ huýt sáo lại mỗi khi nghe được một ai đó huýt sáo trước. Đây cũng là một cơ chế giúp cho nhân vật chính nhận diện được nguy hiểm, bởi vì mỗi khi huýt sáo và nghe được tiếng huýt sáo khác, điều đó đồng nghĩa với việc gần nhân vật chính đang có một hình nhân trong trạng thái hoạt động.
nhưng vì bị cô lập với lũ hình nhân quá lâu, số lượng thủy thủ đoàn từ đó cũng bị sát hại ngày càng nhiều. Động cơ của con tàu thì ngừng hoạt động, nhưng họ lại không thể ra ngoài để sửa chữa chúng. Vì ngoài lũ hình nhân ra, vẫn còn một thứ gì đó khác kinh tởm hơn, sẵn sàng giết chết họ ở trên con tàu này, buộc họ phải ở yên trong căn phòng và chờ đội cứu hộ đến cứu. Vậy là chúng ta biết được những cái xác trong căn phòng này có lẽ là những thủy thủ đoàn cuối cùng của con tàu và họ đã bị chính thực thể kinh tởm kia sát hại. Thực thể đó chính là kẻ đã kéo lê những cái xác trên sàn và cũng là kẻ kéo cái xác mà nhân vật chính nhìn thấy trong đường ống. Lý do mà căn phòng bị đóng kín bởi những tấm gỗ có lẽ là do các thủy thủ đoàn buộc phải làm vậy để tránh sự truy sát của thực thể đó. Nhưng có lẽ thực thể bí ẩn đấy đã sử dụng đường ống để ra tay tiễn các thủy thủ đoàn trốn trong căn phòng lên bảng đếm số. Sau khi đọc xong mẩu nhật ký thì giờ đây, những hình nhân tưởng chừng vô hại kia lại chính là một trong những mối nguy hại khác bên cạnh thực thể bí ẩn. Xuyên suốt quá trình lục lọi trong boong tàu, nhân vật chính luôn bị theo dõi bởi lũ hình nhân kỳ dị này. Dù chúng vẫn chưa thực sự đem lại bất cứ nguy hiểm nào cho anh, tôi có hai giả thuyết về lũ hình nhân này. Một là chúng chính là tay sai của thực thể bí ẩn kia, chúng đóng vai trò như những chiếc camera để cung cấp thông tin cho thực thể bí ẩn và sát hại những người không có khả năng phản kháng. Lý do mà lũ hình nhân này chưa ra tay với nhân vật chính có thể là do nhân vật chính của chúng ta có đầy đủ trang thiết bị để có thể tự vệ. Vì anh là một thành viên của đội cứu hộ vừa đặt chân lên tàu, nên lũ hình nhân biết người biết ta và chưa thể ra tay. Giả thuyết thứ hai thì có vẻ sẽ thuyết phục hơn. Lũ hình nhân này là một vài tên là tay sai của thực thể bí ẩn, số còn lại có thể chính là thành viên của thủy thủ đoàn biến thành. Thực thể bí ẩn có khả năng hóa đá người khác và biến họ thành tay sai của mình. Bởi vì nếu quan sát một vài hình nhân, chúng ta có thể thấy những tư thế như hoảng sợ, úp mặt vào tường, thậm chí còn có hình nhân cầm cả chìa khóa phòng, chứng tỏ rằng khi đang làm việc thì họ bất ngờ bị tấn công bởi thực thể bí ẩn và những hình nhân khác. Hoặc cũng có thể những con quái vật trên tàu chỉ điên cuồng sát hại người khác, còn việc hóa đá là do các hình nhân tay sai của hắn làm. Với những người xấu số gặp phải thực thể bí ẩn thì sẽ bị hắn ta ra tay một cách tàn độc, còn những thủy thủ đoàn đụng độ phải những tên hình nhân thì sẽ bị hóa đá. Vẫn chưa thể biết được chính xác nguồn gốc của những hình nhân này cũng như lý do vì sao chúng lại có mặt trên tàu, nhưng nhân vật chính đến đây cũng biết được tình thế mình đang rơi vào là nguy hiểm như thế nào. Nhất cử nhất động của anh giờ đây phải cực kỳ cẩn trọng, bởi vì ngoài thực thể bí ẩn kia, anh cũng phải đề phòng với những hình nhân gớm ghiếc này. Sau khi đọc xong mẩu nhật ký, nhân vật chính rời khỏi căn phòng và quay lại với tầng dưới của boong tàu để tiếp tục tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, giờ đây thì anh đã bắt đầu đối mặt với thứ được cho là nguy hiểm nhất ở trên con tàu, thực thể bí ẩn lần đầu tiên lộ diện và truy tìm nhân vật chính trong một căn phòng, buộc anh phải trốn tạm vào trong một cửa tủ. Cơ thể con quái vật được phủ kín bởi rong rêu, trông nó cao lớn và đáng sợ, giống như những con người đá khổng lồ xuất hiện dưới biển sâu. Tuy nhiên, thính giác của hắn có vẻ khá kém vì không thể cảm nhận được hơi thở của nhân vật chính ngay sau cánh cửa. Tốc độ của con quái vật cũng không quá nhanh, có lẽ bởi vì cơ thể nặng nề nên hắn kém cơ động. Ngay sau khi con quái vật rời đi, nhân vật chính mò ra ngoài và lục lọi trong mọi căn phòng để tìm cách mở được cánh cửa có ký hiệu mặt trăng mặt trời đã thấy lúc trước. Một ngóc ngách anh đi qua đều có sự xuất hiện của các hình nhân, và dường như lũ hình nhân này luôn theo dõi mọi hành động của nhân vật chính. Chúng luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh, mỗi khi bị nhân vật chính phát hiện thì chúng sẽ bỏ chạy. Sau một hồi tìm kiếm thì nhân vật chính cũng đã có đủ dụng cụ để mở khóa được cánh cửa bí ẩn kia. Tuy nhiên, đây cũng là lúc nguy hiểm gần kề với anh nhất, khi con quái vật đã chính thức bắt gặp được nhân vật chính. Lúc này, chúng ta cũng đã biết được hình dạng thực sự của con quái vật. Hắn ta sở hữu một cơ thể to lớn, trông giống như một tảng đá di động. Cái đầu có khả năng phát sáng và nó rất giống với chiếc nón của các thợ lặn. Cơ thể hắn được quấn chằng chịt bởi dây thừng và rong rêu. Hắn ta truy đuổi theo nhân vật chính, sau cùng thì cũng bắt kịp anh ta và hất văng anh rơi xuống một chiếc hố sâu. Phần demo của game cũng khép lại tại đây. Giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với con quái vật. Khi nhìn vào hình dạng của hắn, tôi ngay lập tức liên tưởng đến một thứ gì đó là rác thải biển. Cơ thể của tên quái vật như được chắp vá bởi rất nhiều những trang thiết bị mà con người vứt xuống đáy biển, có thể chính những thứ rác thải ấy đã tạo ra con quái vật gớm ghiếc này. Con quái vật chính là đại diện của hiện trạng ô nhiễm môi trường biển, chính các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên biển của con người đã để lại một hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến cho hệ sinh thái biển bị ô nhiễm nặng nề. Để rồi con quái vật được tạo ra như một sự tức giận của mẹ thiên nhiên, con quái vật đến để trừng phạt chính những con người đã tạo ra hắn, để nhắc nhở loài người về những hành động phá hoại môi trường của họ. Nhưng nếu là hình phạt từ mẹ thiên nhiên, thì tại sao con quái vật này lại ra tay tàn độc đến thế, là những thủy thủ đoàn xấu số của MTS Endurance? Để phần nào đó có câu trả lời cho câu hỏi này, thì anh em cùng đến với phần giả thuyết về câu chuyện của MiGame tôi nha. Để có thể đưa ra những suy đoán về câu chuyện của Lazarus, thì chúng ta hãy cùng nhìn lại tổng thể bản demo đã cung cấp cho chúng ta biết những gì. Đầu tiên là về con tàu MTS Endurance, tuy chỉ khám phá được một phần của boong tàu, nhưng chúng ta cũng biết được đây là con tàu chở hàng, và cụ thể là nó chở hàng hóa gì thì hãy cùng nhìn vào phần logo của game. Theo tôi thấy nó khá giống với một con tàu vận chuyển dầu mỏ hoặc một loại tài nguyên nào đó được khai thác từ biển. Gắn với bối cảnh của năm 1947 như tôi đã nói ở trên, thì các đế quốc thời điểm này liên tục ra sức để khai thác nhiều nguồn tài nguyên biển phục vụ cho mục đích chạy đua vũ trang. Thêm một minh chứng khác để củng cố cho giả thuyết con tàu này chở dầu mỏ
chính là hình ảnh của những hình nhân bị hóa đá. Dầu mỏ là một loại tài nguyên hóa thạch, hình ảnh những hình nhân hóa đá chính là đại diện cho loại tài nguyên giá trị đó trên trái đất. Còn về giả thuyết con tàu này chuyên chở vũ khí đặc biệt nào đó thì tôi nghĩ nó rất ít khả năng xảy ra, vì thường để vận chuyển loại hàng hóa đặc thù như vũ khí thì những thủy thủ đoàn đều là những quân nhân, hoặc chỉ ít cũng sẽ được trang bị vũ khí để quá trình vận chuyển được đảm bảo an toàn nhất có thể. Tuy nhiên, khi tôi lục lọi trong boong tàu thì lại chẳng thấy dấu vết của súng đạn hay các loại vũ khí khác, nên khả năng mà con tàu này vận chuyển vũ khí chiến tranh là rất thấp. Và cho dù con tàu này vận chuyển cái gì thì tôi nghĩ hàng hóa mà nó chở có thể là nguyên nhân gián tiếp khiến cho con tàu gặp nạn. Có lẽ các thành viên của thủy thủ đoàn đã vô tình đắc tội với một thế lực nào đó, để rồi những con quái vật vừa xuất hiện trên tàu và tấn công họ. Những người còn sống sót buộc phải trốn vào những căn phòng để nuôi hy vọng có người đến cứu. Tuy nhiên họ không ngờ rằng trên tàu còn có thêm một con quái vật khác cũng đang săn lùng họ. Và rồi, toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị tiễn đi trong thời gian đó. Sau đó thông tin về con tàu cũng như tín hiệu từ nó cũng biến mất một cách đầy bí ẩn. Đến 4 năm sau thì nó mới được người ta phát hiện ra. Còn lý do vì sao mà con tàu này biến mất và xuất hiện một cách bí ẩn thì có lẽ nó đã lạc vào vùng biển được gọi là Tam Giác Quỷ Bermuda. Đây được gọi là mồ chôn của hàng ngàn tàu chở hàng và máy bay. Điều này cũng giải thích được lý do vì sao mà khí hậu tại nơi con tàu xuất hiện vô cùng khắc nghiệt, khiến cho đội cứu hộ chẳng thể tiếp cận được nó. Xác của những con tàu đắm tại đây đã tạo ra con quái vật với hình thù quái dị ở trong game. Con quái vật này đã tấn công cả thủy thủ đoàn vì họ đã dám xâm phạm vào lãnh thổ của nó, sau này có cả đội cứu hộ. Nó giống như hành động làm ô nhiễm môi trường của con người, để rồi một ngày nào đó loài người bị chính hành tinh của mình trừng phạt vậy. Về phần của nhân vật chính, tôi tin rằng sau đợt tấn công của con quái vật ở bản demo, anh vẫn chưa chết mà sẽ rớt vào một nơi nào đó của con tàu, từ đó tiếp tục khám phá ra nguồn gốc về con quái vật và những hình nhân kỳ dị tấn công các quỷ thủ đoàn. Game sẽ mượn chất liệu từ những sự việc kỳ bí được đồn đoán tại vùng Tam Giác Quỷ Bermuda để giải thích các hiện tượng sự việc diễn ra trong game. Thông qua đó, game sẽ truyền tải một thông điệp về bảo vệ môi trường. Tôi sẽ không đưa ra dự đoán cho cái kết của game, nhưng với kinh nghiệm hơn 20 năm chơi game kinh dị của mình, thì tôi nghĩ game sẽ có hơn một cái kết, phụ thuộc vào các hành động của nhân vật chính trong quá trình khám phá con tàu kỳ dị này. Ok, trên đây là toàn bộ phân tích của Mi Game tôi về bản demo của tựa game Lazarus, cũng như những giả thuyết về câu chuyện của con game này khi nó ra mắt bản chính thức. Bản demo vẫn chưa thể cung cấp quá nhiều thông tin, đặc biệt là nguồn gốc của những con quái vật xuất hiện trong game. Ít nhất thì chúng ta cũng biết được về bối cảnh của game và nguyên nhân vì sao con tàu MTS Endurance gặp nạn. Còn phần còn lại vẫn phải đợi đến khi bản game chính thức ra mắt thì chúng ta mới có thể biết được. Tóm lại thì câu chuyện của con game này rất tiềm năng để khai thác. Và tất nhiên, tôi sẽ quay lại với Lazarus đến khi nó chính thức có mặt trên thị trường. Và để không bỏ lỡ video phân tích game trong tương lai thì anh em đừng quên ấn like, share cũng như đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất từ Mi Game khi có video mới. Anh em cũng đừng quên khung giờ 18 giờ các ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần để khỏi bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn khác đến từ Mi Game nha. Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận đã quay trở lại rồi đây. Anh em Bifan có hỏi tôi có phải là gay không thì tôi xin trả lời. Giới tính tôi là đa hệ điều hành nha, vì tôi yêu tất cả mọi người, đặc biệt là anh em Bifan dễ thương xinh xỉu. Tất nhiên là yêu cả chị em nữa. Anh em Cường Nguyễn có hỏi nếu tôi làm hết giả thuyết cũng như phân tích game rồi thì tôi sẽ làm gì? Lúc đó chắc tôi sẽ làm tình làm tội anh em ạ. Vì tôi cũng chưa thể nghĩ ra được một ngày nào đấy trên đời này hết game cho tôi phân tích. Còn nếu viễn cảnh đó xảy ra thật thì biết đâu tôi tự làm game rồi tự phân tích luôn cũng nên. Giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.